Tập 5. Lần này coi như là cậu ta tự mình tìm cái chết. Gibby đại nhân chắc là sẽ vui lắm. Cuối cùng cũng tới rồi, bên trong chẳng có cánh cửa nào hết. Có may là tôi mang theo bó vật soi sáng. Hả? Đây là zombie. Sao cậu ta lại ở đây? Chúng tôi bị cậu ta phát hiện, đành phải mang theo cậu ta đi cùng. Các cậu còn đánh ngất cậu ấy nữa. Chỗ này là đàn chị zombie. Không sao chứ? Các cậu nhắm ra tay với tiền bối. Tôi phải đi tố giác các cậu. Tiền bối Zanvi, chị nghe tôi giải thích. Chúng tôi thật sự là bất đắc dĩ nên mới chỉ có thể đi tố giác được rồi đó. Dù sao chúng tôi cũng vào đây rồi, chỉ có thể nói lớn tiếng hơn một chút. Cứ mấy người canh gác cửa tới đây, tất cả cùng bị khai trừ. Thôi đây, cậu đừng có thâm vào lửa nữa. Cậu tiền bối chỉ bớt tức giận, đừng có nghe cậu ấy nói nhảm. Đúng vậy, đúng vậy. Rồi sao cũng vào đây hết rồi. Chúng tôi chỉ xem qua thôi, rồi đi ra. Chắc là chị cũng tò mò bên trong nhà giam này có gì cơ đúng không? Vẫn rất tức giận. Tò mò, lý trí. Tôi nói trước, nếu như gặp phải rắc rối là tôi mặc cỡ mấy cậu đó. Được, 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 chúng tôi sẽ tự lo cho mình. Tôi là tiền bối, sẽ cho tôi dẫn đường, các cậu đều phải nghe theo tôi. Biết chưa? Tuân lệnh. Nơi này nhìn không giống như có người. Nói là nhà giam, nhưng là không giam phạm nhân sao? Không rõ. Chỗ này vẫn luôn là cấm địa. Tôi chưa từng nghe nói có phạm nhân đều bị chuyển tới đây. Không biết tại sao vẫn luôn cử người canh gác. Tôi còn cứ tưởng mấy cậu được nghe gì rồi thì tôi mới muốn tới đây thăm dò. Nói như vậy thì chỉ từng được nghe gì rồi sao? Đương nhiên rồi, thì nói là nhà giam học viện Faros Apartment, nhân truyền thuyết bên ngoài nói ở cái nơi này không hề giam giữ phạm nhân. Có người nói họ dùng danh nghĩa là giam giữ phạm nhân để che giấu đi cái thứ thực sự mà họ đang cất giấu. Một khi những thứ đó hiện thế thì sẽ gây ra sự xáo trộn lớn, rốt cuộc thì không biết là thứ gì. Thì từ thôi, đây chỉ là truyền thuyết. Chưa có ai đích thân đi vào trong đó tận mắt xem, trừ phi là ba kỵ sĩ hoặc là sáu đại trưởng lão. Sao ở dưới này mà còn có gió lớn như vậy chứ? Thối thà. Hình như có âm thanh gì đó. Hay là chúng ta chỉ đi tới đây thôi? Cũng coi như là tới rồi. Đây là ý kiến không tồi. Không, tôi nhất định phải đi tiếp. Ít nhất thì cũng phải xem trong giấc mơ là thứ gì. Mở cửa đi. Vậy thì đi tiếp vậy. Cuối cùng cũng đi rồi. Chỗ này lại là một cánh cửa. Cánh cửa lớn quá. Cửa này rốt cuộc làm bằng vật liệu gì vậy? Cảm giác nó cũng có màu thời gian rồi. Cỡ nó đi, phải mở nó ra trước đã. Tôi thấy đây không phải ý kiến hay. Đừng có mà đứng ở đó nhìn nữa, còn không lại giúp một tay đi. Mắc rồi. Nhìn cái bộ dạng đầy khí thế vừa rồi của cậu á, tôi còn nghĩ một mình cậu cũng làm được nữa cơ. Một hai đấy. Không làm được thì đừng có mà cố nữa đi. Vẫn không nhìn được gì ở bên trong. Chỗ này nhất định á đã bị yểm phép thuật cao siêu nào đó, hoặc được cài đặt cái thứ gì đó nên đặc biệt sinh kỹ, không thể mở nổi. Cửa này chắc là khó rồi hay sao chứ? Hay là chúng tôi đang vừa đi, tôi quay vừa đi. Đằng sau cánh cửa này á, chắc chắn có thứ gì đó không tầm thường. Bớt nhiều lời, tôi sẽ không quay vừa đâu. Thôi đây, cậu cũng mau tới giúp tôi một tay đi. Ồ, tới đây. Có mở cánh cửa hay không? Lại còn có năng lực này nữa. Có. Thôi đây, cậu đã làm cái gì vậy? Tôi cũng không biết, tôi chỉ chạm vào nó tự mở. Tiếng bánh xe vẫn liên tục quay vào ở trong, nhưng tinh cầu phép thuật chỉ có chiếu tới một phần ở trước mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Tiếng bánh xe vẫn liên tục quay vào trong, nhưng tinh cầu phép thuật chỉ có chiếu tới một phần trước mắt, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Đi thôi. Khoảnh khắc sợ hãi là một số đã chiếm cứ toàn bộ nội tâm của mọi người. Này, bỏ ra, tiếng gì thế? Là tôi hình như vừa rồi tôi chạm phải cái thứ gì đó.
Kêu kêu là xương cốt có đúng không? Ừ. Có thể là một loại quái thú nào đó. Rồng làm gì chết dễ dàng như vậy? Nhìn có vẻ khá là lợi hại. Tại sao lại chết ở đây nhỉ? Có lẽ là bị kỵ sĩ thanh trừng. Hình như phía trước là hết đường rồi. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Mọi người mau nhìn. Bên dưới còn có khoảng không gian rất rộng. Nhìn có vẻ như là nhà tù rỗng. Nhưng nhiều quá giống như là tổ mũi vậy. Nhưng bên trong chẳng có thứ gì hết. Điều tôi lo lắng là bọn chúng đã chạy ra ngoài rồi. Thứ muốn nhìn thì cũng thấy rồi. Nói thật lòng chúng ta nên quay về thôi. Tôi đồng ý. Nếu như có quái thú bị giam ở đây, vậy chắc chắn không phải cái lỗi tầm thường. Nếu như đã chạy thoát ra ngoài, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Kỳ lệ đích thực của chúng ta đã đi khá xa rồi. Phải tranh thủ ra ngoài trước khi kỵ sĩ đuổi ta. Không, thôi đi, các cậu không hiểu. Chúng ta chỉ cần đi thêm một chút nữa thì có thể biết được chân tướng. Kỳ ly, đừng có đi xuống dưới nữa. Tôi đã nghe thấy tiếng gọi, chính là ở dưới. Kỳ ly, cậu đứng lại. Không xong rồi. Thứ gì vậy? Kỳ ly, nhìn tình hình này không ổn rồi. Đó là... Không, không phải. Chú đó là quái thú bậc vương. Thần bò mơ du. Jamie, mau cử động đi. Chân của tôi. Bỏ nó ra, cái tên quái vật ở nhà ngươi. Xích chút nữa cứ ngỡ là chết rồi chứ. Nguy hiểm quá. Zanmi, cậu có thể đứng lên được không? Chúng ta gây go rồi. Là phép thuật tấn công. Zanmi, mau đứng lên. Nếu không chúng ta đều sẽ phải chết. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Là quái vật gì thế? Mình, bọn họ. Bọn họ không sao. Việc con ác thú này tại sao lại giúp chúng ta? Không có rảnh để giải thích. Cậu chỉ cần biết là nó đứng vào phía chúng ta. Đừng lo lắng. Rồi. Trước tiên hãy đưa Zanmi tới cái nơi an toàn. Nó lại còn phục tùng mệnh lệnh. Mình, cậu giấu khí của mình đi. Đợi khi tôi bắt nó thì dùng một đao kết liễu nó. Thôi đi. Như này làm không được hả? Cậu nhìn thấy sức mạnh của nó rồi. Tin tôi. Được, tôi biết rồi. Cậu cẩn thận chút. Tới đi, cái tên to xác. Đáng ghét. Lực của tên này mạnh quá. Hãy từ bỏ đi, tao sẽ không bỏ tay đâu. Mùn, ngay lúc này này. Xuất chiêu đi. Đi chết đi. Cái gì? Hồn tôn không thể siêu qua. Dao của nó cứng như là tấm thiếp vậy. Mùn, tránh ra. Gary, lại khiến kiếm gãy đôi. Đừng hòng thoát được. Hấp thụ pháp lực. Kỹ năng kết hợp bị động. Hấp thụ pháp lực. Khởi động. Giá trị pháp lực hấp thụ thành công. Đưa khí tập trung lại. Sau đó tập trung tấn công. Tấn công có hiệu quả. Sự huấn luyện đặc biệt của ông lão cũng có chút tác dụng. Thôi đi, cẩn thận. Cơ thể không đi theo. Ngồi hiệu quả tối liệt của tấn công điện cho quái vật. Quan trọng nhất vẫn là trong chốc lát hấp thu quá nhiều pháp lực dẫn tới cơ thể không thích ứng kịp. Đáng ghét, sức chịu đựng của cơ thể này yếu ớt quá. Nếu như không nghĩ cách giải quyết. Hả? Này 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 này, các cậu đúng là chọc đúng thứ không nên chọc đấy. Cái đám tiểu tử thối, hãy tránh ra chút đi. Tướng sĩ ca, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Bớt nịnh bợ đi. Lúc vào tôi sẽ tính sổ với các người. Tước sĩ ca. Ngươi đang tìm ta sao? Đây là giải quyết rồi sao? Giỏi, giỏi quá.
Noel, quay vào trước đã. Hả? Nhận được phần thưởng, năng lực giải mã 4-1000, nuốt trộn nguyên tố. Năng lực mới là do tổn thương khi hấp thụ điện sao? Vẫn mau vừa rồi á, ma lực của con quái thú đó còn lại không nhiều, nếu không ta cũng khó mà giữ được mạng. Nhân cơ hội bây giờ vẫn chưa có thêm quá nhiều rắc rối, hãy đi theo ta. Các ngươi không ơi, không có ơi, phải giải thích chút nào với ta sao? Chúng tôi sẽ bị khai trừ sao? Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì vẫn có cơ hội bị khai trừ, lại dám tự ý xông vào địa lao. Dạ chết. Có thể sống đó là chuyện không dễ dàng gì, xin lỗi. Nhưng các ngươi có thể sống sau khi chiến đấu với ma thú. Nếu có như vậy khai trừ thì có hơi đáng tiếc. Nếu như đồng ý với ta giữ bí mật, ta đương nhiên coi như không nhìn thấy các ngươi. Rõ. Nhưng cũng phải nói lại, cánh cửa này làm thế nào mới được ra vậy? Khi chúng tôi tới, nó đã được mở rồi. Hả? Không sai. Lại đang mở sao? Vậy thì kỳ lạ thôi. Ta sẽ ở đây đợi ngươi. Âm thanh này là trước đây trong giấc mơ có nghe thấy. Đợi ngươi đủ mạnh rồi lại tới. Nửa đêm trong bệnh viện học viện, đúng thật là luyện tập thế nào mà thành ra nông nỗi này, mà đưa tới cả bốn người cùng lúc với mấy người các cậu, đúng là bừa mà, khiến ngài phải bận tâm rồi. Lần này chỉ là ngồi ý muốn, nói nữa thì cũng không có ích gì. Ngày mai tôi giải thích ở đại hội trưởng lão đi. Đúng chứ Humphrey đại nhân, chỉ là vết thương ngoài da, tướng sĩ cả, ngài nên giúp chúng tôi chia đậy chút đi. Nhưng mong bộ dạng á làm nũng của tướng sĩ cao thật đáng sợ. Nói đi cũng phải nói lại, Kili, tại sao cái lúc đó cậu lại không nghe theo sự ngăn cản của chúng tôi chứ, mà nhất định nó phải đi tiếp tới tận huyệt động sâu sâu thẳm. Xin lỗi, tôi nói thì tôi cũng không thể nói rõ được, chỉ đơn thuần là muốn tiếp tục đi tiếp. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ và cơ thể của mình. Tôi biết là vì sao đó. Vừa rồi tôi chết được ở trong sách, vừa hợp á thú các vương bậc thần bò, ngồi nghiên tố phép thuật thao tác điện xét ra. Còn có một loại năng lực gọi là mơ cung tâm trí, tạm chỉ mơ cúng. Truyền thuyết vợ quái vật có đầu bò hình người này là cái đứa con của con bò đực trắng khi đem đi tế thần và hoàng hậu của nước nào đó. Khi quốc vương biết được sự tình này không thể chấp nhận sự thật, ra lệnh cho người xây dựng nên một mơ cung ở cái đảo hoang tận cùng thế giới, một tòa mơ cung cực lớn và cử người tới canh gác. Quái vật đầu bò được sinh ra sẽ bị chính thân hình của nó vàng ràng buộc, sau khi chết đi linh hồn cũng không được siêu thoát. Nhưng đây chỉ là quái vật có đầu bò có năng lực của thánh thần, còn với sự trưởng thành của nó, cơ thể của nó lại trở thành nó chấp niệm thoát khỏi mơ cung, dần dần phát triển thành một loại năng lực phát tán ảnh hưởng mơ hoặc những người xung quanh. Người bị mơ hoặc sẽ mất kiểm soát tư duy, sẽ bị loại cảm xúc mạnh nhất ở chi phối cơ thể hành động. Truyền thuyết vớ vẩn cái gì vậy? Người và bò có thể sinh ra con sao? Nói như vậy thì cái tên này cũng khá đáng thương, vậy sau này nó như thế nào? Trên sách không viết, có lẽ là chạy ra ngoài rồi chứ, nếu không chúng tôi không thể nào mà gặp được nó ở cái nhà giam dưới đất. Cũng có lý, nó chắc là sẵn sinh ra nhiều thế hệ sau nữa. Nói như vậy tôi nằm mơ thấy ác mộng, có thể là do nguyên nhân này. Rất có thể. Đúng là như vậy sao? Nếu như ác mộng của cái liều là di quái vật đầu bò, vậy còn âm thầm mà mình nghe thấy là gì? Được rồi, viện trưởng nói vấn đề của mấy cụ không đáng lo ngại, mấy cái hành động này dưỡng bệnh cho tốt, tuần sau thì có thể xuất viện được rồi. Vừa rồi rõ ràng là con đã bị mắng. Tước sĩ ta, chuyện đó, lo lắng vết thương của ta sao? Chẳng có gì to tát, chỉ là gãy hai xương sườn thôi. Đối với những người như chúng ta thì đây là chuyện cơm bữa. Không, tôi chỉ là muốn hỏi tinh thần quái thú bậc vương ngài lấy được chưa? Có phần của chúng tôi trong đó không? Đừng có nằm mơ, đây là thù lao của ta. Cũng không thèm nghĩ xem ta vì ai mà bị thương luôn. Vâng. Được rồi, mấy người các cậu nghỉ ngơi đi, để ngày mai làm thêm một lần kiểm tra toàn bộ. Phải rồi, tôi còn một vấn đề nữa. Trước đây, chưa kịp hỏi, nghe nói tướng sĩ ca làm sao biết được chúng tôi xông vào nhà giam. Đúng vậy, người biết chuyện này chỉ có vài người. Cứ cho là Yami đi tố giác thì cũng phải còn một khoảng thời gian.
Mấy cái tên quỷ các cậu có nghĩ muốn biết lắm bí mật quá đấy. Lo kỳ ẩn nấp thông báo cho ta. Kỳ ẩn nấp? Thì ra chúng ta vẫn luôn bị theo dõi sao? Tôi từng nghe nói lời đồn trong học viện, giữa học viện và các học viên khác với nhau vẫn còn tồn tại một số người. Bọn họ lẩn tránh trong cái đám người ở học viện, bảo vệ học viên tránh khỏi nguy cơ bị thương. Nói trắng ra thì thực ra là chuyện phụ trách đi nói bí mật. Đại khái là như vậy. Các cậu cũng đừng có mong hỏi được thêm bất cứ cái vấn đề gì ở ta nữa. Hãy nên quan tâm những cái việc mà các cậu nên quan tâm đi. Càng tìm hiểu sự việc thì càng rắc rối. Bí mật trong học viện á, không chỉ đơn thuần là những gì nhìn thấy. Nói rằng năng lực vừa có được ban nãy là nuốt trộm nguyên tố, năng lực hấp thụ phép thuật đối phương, tăng cường uy lực phép thuật cùng loại với bản thân. Nuốt trộm nguyên tố, nuốt trộm phép thuật đối phương, tăng cường uy lực của phép thuật bản thân. Hiện nay thì cũng không có tác dụng gì với mình. Phải chăng đã tìm cơ hội đi học phép thuật chút? Chuyện của nội cũng phiền mấy người họ giúp mình bảo mật. Tướng sĩ ca cũng không hỏi thêm, chắc là chưa bị phát hiện. Kelly, tới này hình như không mơ thấy ác mộng nữa rồi. Lẽ nào do quái thuốc kia ảnh hưởng thật sao? Tiểu tử, làm khá lắm, trạng thái tấn công này rất thích hợp với cậu. Thật sao? Nhưng tôi lại thấy trạng thái này kiếm của tôi chủ yếu là có tác dụng phòng ngự. Còn á, dùng quyền tấn công luôn cảm thấy lực không đủ. Cậu nói như vậy, nghe cũng có lý. À, phải rồi, thứ đó ta nên đưa cho cậu. Thứ đó, đâu rồi nhỉ? Ta nhớ là để ở chỗ này mà nhỉ? Ông lão, nếu như không tìm thấy thì thôi vậy. Nơi như này, như thế này á, có thể có thứ gì tốt đẹp chứ? Thấy rồi, nắm đấm rồng rùa. Cái tên này, thứ đồ này có thật là dùng được không? Đừng vội, nó sẽ căn cứ theo hình thể của người sử dụng để thay đổi. Thứ này dùng tinh thể quái thú làm thành sao? Không tồi đấy chứ, nhưng đáng tiếc là nó chỉ dùng tinh thể quái thú cấp trung để đúc thành. Nếu như dùng tinh thể quái thú cấp cao thì còn lợi hại hơn nhiều. Thì ta cũng muốn làm trang bị vũ khí cao cấp hơn, nhưng nó sẽ không công bằng đối với những người tham gia trận đấu khác. Người tham gia trận đấu? Có khi nào cậu chưa từng nghe nói tới hả? Chẳng phải ngày nào cậu cũng lên lớp nghe giảng sao? Mau nói đi mà. Cỡ chuyện trốn học môn xã hội. Tất cả học viên năm 2 đều sẽ tham gia tranh tài cấp học viện một năm một lần. Học viện sẽ áp dụng hình thức chiến đấu đối kháng 1-1, chọn ra 5 người xuất sắc nhất của học viện. 5 người này sẽ đại diện cho học viện đi tranh tài cao thấp trong cuộc thi tỷ thí võ thuật đa quốc gia với những người mạnh trên thế giới. Nắm đấm này cho cậu mượn đó, là học sinh của ta. Ta hy vọng ít nhất cậu lọt vào top 10. À, vẫn ôm hy vọng ở trên người tôi sao? Nếu như cậu biết tận dụng và giành được thứ hạng cao thì sau này á, tặng luôn cho cậu cũng được. Vậy thì tôi cảm ơn trước vậy, ông lão. Vũ khí mình đã có rồi, vẫn phải làm thêm đồ phòng ngự rồi. Bộ giáp học thủng đại lỗi như vậy sau này ra ngoài làm nhiệm vụ cũng có lúc dùng tới. Phòng ngự? Sao cơ? Đắt như thế? Tìm vũ khí chính là cái giá này. Nếu như cậu chơi đắt thì đi tìm chỗ khác mình mua đi. Lần trước tới đâu có nói giá như này đâu. Giá cả chỗ tôi làm ăn nghiêm chỉnh, đồ phòng ngự làm từ tinh thể quái thú trung cấp phải trả 10 cái của tinh thể quái thú sơ cấp hoặc là 1.000 đồng. Còn vừa ngồi ra câu cậu trả thêm 10 tinh thể quái thú sơ cấp. Là phí đó tôi giữ im lặng. Thực ra, tôi chẳng có hứng thú đi tìm hiểu những cái tinh thể quái thú ngồi này của cậu tới từ đâu. Đáng ghét. Tuy bọn họ không nắm được chứng cứ mình tự ý cất giữ tinh thể quái thú, tốt lắm. Nhưng, nếu như bị lôi ra rồi đưa vào diện chăm sóc đặc biệt thì y là sau này á, nếu muốn một mình săn bắt cũng khó khăn hơn. Làm tốt việc của cậu. Được mà, tay nghề của chúng tôi xin cậu cứ yên tâm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. À, làm việc, bản tính giáo hộ của loài người đúng là có mỗi ngành nghề. À, tôi đây trùng hợp quá. Salavia, cậu cũng tới làm trang bị vũ khí sao? Hôm nay không có tiết học nên được nghỉ.
Tớ khuyên tốt nhất là có nên đổi tiệm khác. Tiệm này á, ông chủ không phải kiểu thương nhân đàng hoàng cho lắm. Vừa rồi tôi có việc như vậy sao? Ông chủ, có ông chủ ở đây không? Tới đây tới ngay, xin đợi chút. Ôi trời, đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà hát sao? Khách quý xin mời vào bên trong. Không cần đâu, tôi tới có việc muốn nhờ. Ngoài ra thì tôi á muốn hỏi giùm bạn của tôi chút, giá cả của bộ giáp dùng tinh thể quái thú trung cấp đúc thành, người vừa rồi gọi là đại tiểu thư Salavia, cô ấy xuất thân từ gia tộc danh giá sao? Thôi đi, tôi đã lấy lại tinh thể quái thú mà ông ta lấy thừa rồi, vừa rồi đi, cảm ơn nhé. Cùng là lỗi người sao đối đãi lại khác nhau như vậy? Con có kỵ sĩ là kỵ sĩ, cô có nông dân là nông dân. Thì cái tên kia làm người khác buồn nôn với những lời mà hắn nói ta nói ra, có lẽ chính là tấm gương phản chiếu mặt trái của thế giới này. Salavia, vì đã báo đáp nên cái này tặng cho cậu. Tinh thể quái thú trung cấp gấu Wally. Cái này chẳng phải là tinh thể quái thú trung cấp gấu Wally sao? Tôi không thể nhận, nó còn quý giá hơn cả 10 cái viên tinh thể quái thú sơ cấp. Nhận lấy đi, tôi đã có bộ giáp và vũ khí rồi, giữ lại thứ này cũng chẳng để làm cái gì. Có thể cậu còn dùng tới. Tôi đi xem thử cái trang bị khác lần sau gặp lại nhé. Thôi đi. Nửa đêm, trong bệnh viện học viện. Đúng thật là luyện tập thế nào mà thành ra nông nỗi này. Mà được tất cả bốn người cùng lúc với mấy người các cậu đúng là làm vừa. Khiến ngờ phải bận tâm rồi, lần này chỉ là ngồi hiếm muốn. Nói nữa thì cũng không kết gì, ngày mai tôi giải thích ở đại hội trưởng lão đi. Đừng chứ, Humphrey, đại nhân, chỉ là vết thương ngồi da. Tướng sĩ ca, người nên giúp chúng tôi chi đẩy chút đi. Nhưng mong bộ dáng làm nũng của tướng sĩ ca thật đáng sợ. Nói đi cũng phải nói lại, Kili, tại sao lúc đó cậu lại không nghe theo sự ngăn cản của chúng tôi chứ? Mà nhất định nó phải đi theo, đi tiếp tới tận hiệp đồng của sâu thẳm. Xin lỗi, tôi nói thì tôi cũng không thể nói rõ được. Chỉ đơn thuần là muốn tiếp tục đi tiếp. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ của cơ thể của mình. Tôi biết là vì sau đó. Vừa rồi tôi trích được ở trong sách. Mơ hồ bán thú các vương bột cái thần bò. Ngồi nghiên tổ phép thuật cái thao tác điện xét ra. Còn có một loại năng lực gọi là mơ cung tâm trí. Tâm trí, mơ cung. Truyền thuyết về quái vật đồ bò hình người này là đứa con của con bò được trắng đi trắng khi đem đi tớ thần và hoàng hậu của nước nào đó. Sau khi quốc vương biết được sự tình này, không thể chấp nhận sự thật, ra lệnh cho người xây dựng nên một mơ cung ở đảo hôn tận cùng của thế giới, một tòa mơ cung cực lớn và cử người tới canh gác. Quái vật đồ bò được sinh ra sẽ bị chính thân hình của nó ràng buộc, sau khi chết đi linh hồn cũng sẽ được siêu thoát. Nhưng đó chính là một quái vật đồ bò có năng lực của thánh thần, cùng với sự trưởng thành của nó, cơ thể của nó là trở thành chấp niệm thoát khỏi mơ cung, dần dần phát triển thành một loại năng lực phán tán ảnh hưởng mơ hồ những người xung quanh. Người bị mơ hồ sẽ mất kiểm soát tư duy, sẽ bị loại cảm xúc mạnh nhất chi phối cơ thể hành động. Truyền thuyết có vẫn cái gì vậy? Người và bò có thể sinh ra con sao? Nói như vậy thì cái tên này cũng khá là đáng thương. Vậy sau này nó như thế nào? Trên sách không biết, có lẽ là chạy ra ngoài rồi chắc. Nếu không chúng ta không thể nào mà gặp được nó ở cái nhà giam dưới đất. Cũng có lý, nó chắc là sản sinh ra nhiều thế hệ sau này. Nói như vậy tôi nằm mơ thấy ác mộng có thể là do nguyên nhân này. Rất có thể đó. Đúng là như vậy sao? Nếu như ác mộng của Philly là gì quái vật đồ bò, vậy còn âm thanh mà mình nghe thấy là gì? Được rồi, viện trưởng nói vấn đề của mấy cậu không đáng lo ngại. Mấy ngày này dưỡng bệnh cho tốt, tuần sau thì có thể xuất viện được rồi. Vừa rồi rõ ràng con đã bị mắng. Tướng sĩ ca, chuyện đó lo lắng vết thương của ta sao? Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là gãy hai xương sườn thôi. Đối với những người như chúng ta thì đây là chuyện cơm bữa. Không, tôi chỉ là muốn hỏi tinh thần quay thú bậc vương, ngài lấy được chưa các phần của chúng tôi trong đó không? Đừng có nằm mơ, đây là thù lao của ta. Cũng không thèm nghĩ xem ta vì ai mà bị thương luôn. Vâng. Được rồi, mấy người các cậu nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai làm thêm một lần kiểm tra toàn bộ. Phải rồi, tôi còn một vấn đề nữa. Trước đây, chưa kịp hỏi, nghe nói tu sĩ ca làm sao biết được chúng tôi xông vào nhà giam. Đúng vậy, người biết chuyện này chỉ có vài người. Cứ cho là Giang Nguyên đi tố giác thì cũng phải cần một khoảng thời gian. Mấy cái tên quỷ các cậu các ngày á muốn biết lắm bí mật quá đấy. Là kỳ ẩn nấp thông báo cho ta. Kỳ ẩn nấp?
Thì ra chúng ta vẫn luôn bị theo dõi sao? Tôi từng nghe nói lời đồn trong học viện giữa học viện và các học viên khác với nhau vẫn còn tồn tại một số người. Bọn họ lẩn tránh trong các đám người học viện bảo vệ học viên tránh khỏi nguy cơ bị thương. Nói trắng ra thì thật ra là chuyên phụ trách đi nói bí mật. Ồ, đại khái là như vậy. Các cậu cũng đừng có mong hỏi được thêm bất cứ vấn đề gì ở ta nữa. Hãy nên quan tâm những việc mà các cậu nên quan tâm đi. Càng tìm hiểu sự việc thì càng rắc rối. Bí mật ở trong học viện này không chỉ đơn thuần là những gì nhìn thấy. Nói rằng năng lực vừa có được ban nãy là nuốt trộn nguyên tố, năng lực hấp thụ phép thuật đối phương tăng cường uy lực phép thuật cùng loại với bản thân. Nuốt trộn nguyên tố, nuốt trộn phép thuật đối phương tăng cường uy lực phép thuật bản thân. Hiện nay thì cũng không có tác dụng với mình. Phải chăng nên tìm cơ hội đi học chút phép thuật? Chuyện của nơi nó cũng phiền mấy người họ giúp mình bảo mật. Tước sĩ cao cũng không hỏi thêm, chắc là chưa bị phát hiện. Kylie, cái tên này hình như không mơ thấy ác mộng nữa rồi. Lẽ nào do cái quái thú kia ảnh hưởng thật sao? Tiểu tử, làm khá lắm. Trạng thái tấn công này rất thích hợp với cậu. Thật sao? Nhưng tôi lại thấy trạng thái này á, kiếm của tôi chủ yếu là các tác dụng phòng ngự, còn dùng quyền tấn công luôn cảm thấy là không đủ. Cậu nói như vậy nghe cũng có lý. À phải rồi, thứ đó ta nên đưa cho cậu. Thứ đó? Ồ không tồi. Hey, cậu hài lòng thì tốt rồi. Trước đây tôi không biết cậu và đại tiểu thư nhà của Hắc là bạn bè. Nếu như có chỗ nào mạo phạm thì xin cậu bỏ qua cho. Việc học khí đã có kết quả không tồi. Thêm vào việc đó có thêm bộ giáp và nắm đấm mà ông lão cho mình. Mình đã không thể đợi thêm, muốn đi săn bắn thử những cái quái thú cấp cao hơn. Không ngờ cái tên tiểu tử này lại gặp may, vẫn có thể sống sót trở về từ nhà giam. Theo như thuộc hạ được biết, có kẻ theo dõi đã thông báo cho ca là ca đã giải cứu bọn họ ra ngoài. Chế độ này sớm đã không phát huy được chút tác dụng nữa rồi. Vốn dĩ đã có ba kỵ sĩ ở bên cạnh bọn họ, bây giờ lại có thêm sự phiền phức của ca. Trước mắt tạm thời hơi khó ra tay. Muốn thử xem Debit ra như nào không? Không vội, Debit là người có thể lôi kéo, nhưng suy cho cùng là một trong ba kỵ sĩ. Tôi phải kiểm chứng lòng trung thành của hắn ta xem như nào. Vậy hãy cơ người đó đi đi, ngõ trừ Debit ra. Hắn ta ra tay có lẽ là thuận tiện nhất. Nếu nổi hắn, nếu như có thể thành công, công hội thuần máu sẽ cho hắn ta cái vị trí mới. Họ rõ là thuộc hạ sẽ đi thông báo ngay. À phải rồi, nếu như thất bại thì không cần kêu hắn quay lại báo cáo với ta nữa. Rõ. Khu săn bắn Sơn Lục, ngày hôm nay phải làm một mảy lớn. Phải mau chóng gom đủ tiền, làm đủ trang bị vũ khí. Thôi đây, thật lòng tôi không biết phải nói như thế nào. Cảm ơn cậu. Sau này đợi tôi có thực lực sẽ trả lại cho cậu nhiều hơn nữa. Các cậu đang nói chuyện với tôi sao? Lão Huỳnh, tôi biết cậu xấu hổ, nhưng chúng tôi thật lòng cảm ơn cậu. Tôi đúng là có liên quan tới cậu. Tôi không làm kỳ đà cả mũi nữa. Rút trước đi, mà thôi. Cái thủy tinh gấu Wally mà cậu tặng tôi, tôi đã đem đi đổi thành tiền. Lấy danh nghĩa của cậu đem chia cho tất cả mọi người. Cậu nhìn này, tôi đã có một hậu thưởng rất tốt. Nếu giữ lại thì cũng không dùng tới. Xin lỗi, chuyện này không bằng bạc trước với cậu. Cậu sẽ dọn không? Không, hoàn toàn không. Salavia, tôi nghĩ cậu có tôi cho trở thành một người lãnh đạo tốt. Đáng ghét, sao tự nhiên lại nói nghiêm túc như vậy? Ôi trời ơi. Này, cậu hãy nói thật với tôi, giữa cậu và Salavia thật sự không xảy ra chuyện gì không? Ý của cậu là... Thôi bỏ đi, não cậu còn cứng hơn là cả khúc gỗ nữa. Hứa với tôi, sau này nhìn thấy Army đã cư xử như vậy với cậu ấy. Mọi người chú ý, có biến. Ồ, chuẩn bị chiến đấu. Đều là quái thú sơ cấp, vấn đề không lớn lắm. Nhớ này thì dễ dàng quá, không có con nào có tính thách thức hơn sao? Chứng minh kỹ năng chiến đấu của cậu nâng cao rồi. Có phải là sớm muộn gì thì tôi cũng trở thành thắt lưng màu trắng không? Mình, cẩn thận. Là giáp trùng của đại lực thần. Quái thú trung cấp. Tìm đại một con quái thú trung cấp chẳng qua chỉ là con trùng thôi. Không ngờ, võ ngồi của cái tên này cũng như vậy. Mọi người đứng tách nhau ra, có rất nhiều giáp trùng sắp tiến tới. Võ ngồi cứng quá, đừng có mà mơ có thể tiếp cận. Tôi cũng khó mà có thể bấm xuyên qua được cái lớp vỏ giáp của chúng. Đáng ghét, cái đám côn trùng. Nhìn đây,
Đưa cút hết, chỗ to, thật xa. Dội, dội quá, cái tên này có vũ khí gì mới thế, tại sao lại dội như vậy? Hình như là có vấn của hội võ thuật cho cậu ấy mượn, đáng ghét, thật, lại cái chuyện tốt như vậy, cảm giác như mình trốn nhầm hội rồi. Không được, thể hiện là quá dễ dàng, đỡ tránh mấy cái tên này hồi nghi vũ khí của mình. Các cậu còn đứng xem kịch tới khi nào nữa, còn không mau qua giúp một tay đi, tới đây. Thì ra có thể làm như vậy. Ta tới đây. Gió. Con cuối cùng cũng xong rồi. Lần này trúng lớn rồi. Những chỗ này đều là quái thú trung cấp đó, nhất định có thể làm ra tinh thần quái thú tầm trung. À đúng vậy, là tinh thần quái thú trung cấp. Đã lấy được hai viên rồi. Chỗ còn lại cho bọn họ. Thợ quái thú trung cấp ít hơi, có nhận không? Nhận nói đi cũng phải nói lại. Đột nhiên có nhiều tinh thần quái thú trung cấp như này là còn tụ lại với nhau, giống như là hành động có cửa. Chuyện gì thế nhỉ? Cái đám chim này mắt rung. Mọi người chú ý, đám lửa đang hướng về phía của chúng ta. Lửa? Không nhìn thấy đâu. Thôi đây, nó không sai. Tôi nhìn thấy ngọn lửa rồi. Khắp nơi đều là tiếng bước chân chạy lộn, những con thú đều đang tháo chạy. Vậy chúng ta còn đợi cái gì nữa? Mau rút thôi. Ý rằng không kịp nữa rồi. Chúng ta đã bị ngọn lửa bao vây rồi. Salavia, hòn đá cấu trợ ở chỗ cậu đúng không? Mau phát đi tín hiệu. Bây giờ chỉ có thể nhờ kỵ sĩ tới cứu viện thôi. Vừa nãy tôi phát tín hiệu đi rồi, nhưng nó hồ tồn không có tác dụng. Không phải đấy chứ, lúc này mà lại hỏng sao? Ai vậy? Là người tới cứu chúng ta sao? Hình như không phải. Ngọn lửa là do mấy người tạo ra đúng không? Mấy người có mục đích gì vậy? Một. Các người rốt cuộc là ai?